Hello mọi người, hôm nay mình sẽ review cho mọi người một cái quán ăn rất nổi tiếng ở khu vực nhất cho mọi người nha. Nó nằm ở số 26 đường Phạm Hoa Quân, ở cửa Bắc chợ Bến Thành cho mọi người. Cái quán ăn này rất là nổi tiếng dành cho người Tây, nó chuyên gia phục vụ người Tây nha mọi người nha. Đa phần 90 trên 90% là người Tây, người Việt mình vô nó cũng bán, mà rất ít người Việt mình tới đây ăn rồi làm sao, vì giá cả của nó rất là đắt, rất là 3 đến 5 lần ở mấy quán bình thường nha mọi người nha. Đó, và kiểu xe cũng tốn một số phí đó nha mọi người, thì theo 10k hoặc 30k thì theo gửi ban ngày hay ban đêm nha mọi người nha. Đó, thì mọi người có đi em chợ Bến Thành thì ghé để thưởng thức cho biết nha mọi người nha. Mỗi ngày ghé thì rất là tốn tiền nha mọi người. Hy vọng mọi người sẽ thích cái clip của mình, hy vọng mọi người sẽ thích đăng ký và chia sẻ ủng hộ mình để mình sẽ đăng những cái clip tiếp theo thật là hay, ý nghĩa cho mọi người cùng đón xem nha. Chào mọi người.